Dạ Quyên Nhi và Vân Vân. Xin kính chào quý bà con cô bác. Thay mặt ban tổ chức chương trình, Uyên Nhi và Vân Vân xin gửi tới quý bà con cô bác lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Từ tận đáy lòng, Vân Vân và Uyên Nhi xin cảm ơn quý bà con cô bác đã dành những thời gian quý báu của mình vào dịp cuối năm để dành thời gian đến chương trình Hội quán Ngôi sao Miệt Vườn cùng tham gia và thưởng thức những tiết mục của đêm nhạc giao lưu văn nghệ của chương trình Hội quán Ngôi sao Miệt Vườn ngày 30 tháng 1 năm 2024. Và như bà con cô bác cũng thấy, chỉ còn vài ngày nữa thôi, một chương trình, một mùa xuân mới, một năm mới sẽ đến với rất nhiều niềm hân hoan. Và tại Hội quán Ngôi sao Miệt Vườn của chúng ta thì có điều gì tuyệt vời sẽ diễn ra nhỉ Uyên Nhi nhỉ? Dạ, tại Hội quán Ngôi sao Miệt Vườn vào ngày 3 tháng 2 năm 2024, tức là thứ bảy tuần này vào lúc 19 giờ sẽ diễn ra đêm giao lưu văn nghệ chào mừng xuân năm 2024 với sự tham gia của nhiều anh chị nghệ sĩ. Dạ trong đó có nghệ sĩ Vũ Luân, cảm ơn chị. Nghệ sĩ Vũ Luân, nghệ sĩ Dũng Nhí, nghệ sĩ Lê Quốc Nam, ca sĩ Quỳnh Trang, ca sĩ Võ Lê My, ca sĩ Cô Vàng và rất nhiều anh chị thí sinh của chương trình Ngôi sao Miệt Vườn. Quyên Nhi rất là mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý bà con cô bác ạ. Ồ, thật là một thông tin tuyệt vời và rất là cảm ơn Uyên Nhi đã nhắc lại. Vân tin rằng là những thông tin này thì đã được gửi tới ông bà cô chú trên fanpage cũng như trên YouTube của sư phụ Khương Dừa. Nhưng mà thay mặt ban tổ chức chương trình thì Uyên Nhi và Vân Vân vẫn muốn gửi tới ông bà cô chú và nhắc lại để ông bà cô chú đừng quên đêm nhạc tuyệt vời của chúng ta vào thứ bảy tuần này ạ. Dạ, và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay thì Uyên Nhi xin mời bạn Thế Thanh đến từ câu lạc bộ của huyện Bình Chánh sẽ muốn gửi tới quý bà con cô bác một bài tân cổ lời chúc xuân ạ. Dạ mời bạn Thế Thanh bước lên sân khấu. Vâng, đúng như là người mở màn cho chương trình ông bà cô chú, một bộ trang phục rất là rực rỡ giống như là chúng ta đang chuẩn bị đón năm mới. Và Vân tin rằng là tiết mục của Thế Thanh sẽ mang tới những cái cảm xúc, những cái năng lượng để ông bà cô chú chúng ta khởi đầu một đêm nhạc tuyệt vời. Thế Thanh có thể giới thiệu là Thế Thanh năm nay bao nhiêu tuổi và hôm nay thì em sẽ biểu diễn tiết mục gì gửi tới ông bà cô chú trong Hội quán Ngôi sao Miệt Vườn? Dạ, lời đầu tiên cho Thanh xin được gửi đến quý cô chú anh chị một ngày thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Em tên là Thế Thanh, em đang hoạt động trong câu lạc bộ đơn ca tài tử của huyện Bình Chánh và năm nay em 21 tuổi. Wow. Dạ, hôm nay em xin gửi đến tất cả cô bác ở đây một bài tân cổ lời chúc xuân của tác giả Minh Ngọc Hoàng Thành. Mời mọi người lắng nghe. Dạ quý bà cô bác cho bạn Thế Thanh một tràng vỗ tay ạ. Nhà bình an xuân vạn phúc, cùng ngàn cánh hoa mai thiên rằng khắp trời rạo rực đón nắng xuân sang. Ngày vui chúc ly rượu mừng ấm áp bao tình người, vui xuân thái hòa người người cất tiếng hát vàng. Đón mừng xuân xin chúc cha mẹ già bình an xuân vạn phúc, cùng ngàn bé thơ sinh đón xuân với lòng tràn ngập háo hức vui xuân. Nhà nông chúc cho được mùa, quê nhà vui xuân ấm êm, công nhân vui mừng ngày đón xuân.
bao lành chú và tiết mục mở màn thực sự rất là tuyệt vời đúng không ạ? Xin cả nhà cho ca sĩ tuyệt vời của chúng ta một tràng pháo tay được không ạ? Em có thể chia sẻ là em có cái tình yêu với ca hát lâu chưa? Thì thú thật với chị thì em theo nghề là năm em 10 tuổi tới giờ là cũng 11 năm rồi. Và em rất là mê ở nhà em là có cô Út mê rồi cái xong truyền sang cho em thì cái tình yêu của em đối với ca hát rất là mãnh liệt. Như vậy thì có thể thấy là em đã đứng trên rất là nhiều sân khấu rồi đúng không? Em có chỉ
em có thể chia sẻ với ông bà cô chú đang xem trên các kênh online cũng như là tại trực tiếp tại sân khấu hội quán ngôi sao miệt vườn là lý do gì mà ngày hôm nay em đến tham gia chương trình này, cái điều gì mà làm em cảm thấy vui sướng nhất khi mà em đứng ở trên sân khấu này? Thì em cũng rất là thường xuyên hát ở đây và có nhiều dịp em vào thì em thấy hôm nay ở trong này có sân khấu đẹp quá, và em cảm thấy mọi người hát ở đây rất là thích không khí, rất là vui vẻ, ánh sáng đồ rất là đẹp, cho nên em cũng rất là mong muốn được có dịp vào đây, và hôm nay em được đứng ở đây thì em cảm giác rất là vui. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Vâng, thưa ông bà cô chú, tiết mục mở màn đã mang đến cho chúng ta những lời chúc, và Vân tin rằng là trước thềm năm mới hoặc là vào năm mới thì ai cũng mong muốn có thể là nhiều lời chúc, và đặc biệt là chúc bình an, chúc sức khỏe, chúc một năm mới thật là tuyệt vời. Và rất là cảm ơn em đã đem đến cho chương trình của chúng ta một tiết mục tuyệt vời như vậy. Dạ, em cảm ơn anh hai chị rất nhiều. Hôm nay thì em sức khỏe không có được tốt, bị bệnh, cho nên là hát có không hay, mọi người cô bác bỏ qua cho em nha. Yeah. Wow, sức khỏe không tốt mà hát hay như vậy. Đã, lần sau sức khỏe tốt phải đến biểu diễn để gửi đến ông bà cô chú nhiều tiết mục hay hơn nữa nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn em. Uyên Nhi có thể tiết lộ là cái tiết mục đầu tiên đã hay như vậy rồi, cái tiết mục thứ hai là tiết mục gì để cho ông bà cô chú? Chị thấy là ông bà cô chú đang vỗ tay và rất là hào hứng chờ đợi. Dạ, và tiếp theo thì Uyên Nhi xin mời một giọng hát đến từ Long An, là giọng hát của chị Thấm, muốn gửi tới quý bà con cô bác bài hát Bậu về nơi đâu. Dạ, xin mời quý bà con cô bác cùng lắng nghe ạ. Em mời chị bước lên sân khấu. Dạ, chị Thấm, chị có chia sẻ là chị đang hơi run, nên ông bà cô chú có thể cho chị Thấm một tràng pháo tay để chị hết run nữa không ạ? Vâng ạ, bởi vì là chị muốn hát luôn nên là Vân và Uyên Nhi xin phép được lùi về phía sau sân khấu để nhường lại sân khấu cho chị Thắm ạ. Cố lên nha chị. Thế nhưng vô thương, nhưng lòng nhận thấy suốt đời còn
chợt ngọt nơi phố thị. Con gái bến tre cô đi về nơi đâu, ai cũng nhớ nhung thương bầu về nơi đâu. Mưa buông thôi rơi sao lòng ta nức nở, thành sân khấu một chút ạ. Cả nhà ơi, hôm nay Vân đến đây rất là sớm và rất là tình cờ là Vân ngồi bên cạnh chòi của cả gia đình của chị ạ. Và lúc đó là chị đang casting ở trên này, chị đang thử nhạc ở trên này, và lúc đó khi mà chị quay trở về thì con gái có nói một câu rất là xúc động: mẹ ơi, sao mẹ của con hát hay như vậy. Vâng ạ, nếu mà mình có một cô con gái nói như vậy thì mình có mát lòng mát ruột đúng không ạ ông bà cô chú? Dạ, và chị có thể chia sẻ một chút là hôm nay chị đến đây với ai và chị đã chuẩn bị cho đêm nhạc này như thế nào không ạ? Chị hôm nay chị tới đây với ông xã với con của chị. Cái đêm nhạc này là lúc trước là chị có vô đây chị thử giọng với bé kia là thử là hát chay á. Rồi xong bé đó chắc quên hay gì á, rồi cái không có đưa lại cho bên đây, cái lên lần nữa là dạ. Hai lần, rồi lên bữa nay lần nữa là mới ba lần là dạ. Mới được đứng lên sân khấu. Mặc dù là hơi chắc trở một chút nhưng mà phần trình bày của chị rất là tuyệt vời đúng không ông bà cô chú? Và quá trời bông này chị, quá trời bông. Bây giờ thì cảm xúc của chị thế nào? Vẫn còn rất rung. Vẫn còn rất run ạ, nhưng mà Vân tin rằng là những cái cảm xúc này thì nó sẽ còn mãi và chị sẽ có một năm mới với nhiều cảm xúc mới sau khi mà đứng trên sân khấu Ngôi Sao Miệt Vườn đúng không chị? Dạ, cảm ơn. Dạ, và rất là ngưỡng mộ gia đình nhà chị khi hôm nay là cả chồng, cả con gái cùng đến đây để cổ vũ cho mẹ. Và bình thường thì chị hay hát karaoke hay là chị hay đi biểu diễn ở những sân khấu lớn? Xưa giờ là chị chưa có bao giờ mà đi biểu diễn sân khấu nào hết trơn, chỉ có ở nhà là hát karaoke với gia đình thôi. Hát chơi chơi thôi mà hát hay vậy đó nhỉ? Hát chơi chơi thôi mà hát hay vậy đó, rồi hát thiệt thì sao chị?
chưa qua đào tạo. Có thể là nhờ, chắc ngờ sau này Ngôi Sao Miệt Vườn là đào tạo lên. Dạ vâng ạ, Ngôi Sao Miệt Vườn thì Vân thấy là luôn luôn tìm kiếm rất nhiều tài năng còn ẩn mình ở trong những khu vườn cả nhà, và có rất là nhiều những cái giọng ca rất là mới lạ và rất là tuyệt vời để gửi tới ông bà cô chú. Và rất là biết ơn ông bà cô chú đã đến ủng hộ cho Ngôi Sao Miệt Vườn ngày hôm nay, cũng như là đang xem online trên các cái nền tảng của Khương Giờ Channel. Dạ cảm ơn quý bà con, cảm ơn chị rất là nhiều. Nhi ơi, chị thấy là mùa xuân đang về rất là gần rồi đấy, Nhi có mang mùa xuân đến cho ông bà cô chú ngay lập tức không? Dạ được chứ. Bây giờ em xin mời chị Vân và quý bà cô chú anh chị cùng đến với một ca khúc là Điệp Khúc Mùa Xuân của cố nhạc sĩ Quốc Dũng và phần trình bày của cô Lan. Dạ con mời cô Lan bước lên sân khấu. Mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Đây đây. Bây giờ cô dựng sân khấu lại cho cô nha. Mình sẽ gửi đến các bạn bài hát Điệp Khúc Mùa Xuân của cố nhạc sĩ Quốc Dũng. Xin mời anh chị và các bạn cô chú lắng nghe. Mùa xa gió mai mơn man trên đó mùa hồng, người em yêu từng quen trong cuộc sống, bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buốt nhẹ trôi thiết tha, ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem niềm vui. Rừng xuân nơi xinh làn gió heo mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân nơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Ngày rơi cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát như nhạc dâng chơi vơi, riêng ta say trong biển khơi. Lan la lan la lan la 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 la. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buốt nhẹ trôi thiết tha, ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Về trong anh mùa sang, gió mãi mơn man trên gấm môi hồng, người em yêu tìm quên trong cuộc sống. Bướm vẫn tung tăng bay la đà, mặt trời mây buốt nhẹ trôi thiết tha, ánh mắt mơ trông nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem buồn vui. Rừng xuân nơi xin làn gió mây, để chim muôn quay về với muôn cây. Tình xuân ơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương. Ngày gió ai cuốn từng lá rơi, và nắng hay chiếu màu thắm tươi, cùng những tiếng hát như nhạc dân chơi vơi, dìu ta say trong biển khơi. La 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 la
đời mây buồn nghe cho thiết tha. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem niềm vui. Ánh mắt mơ trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đem niềm vui. Cảm ơn tất cả anh chị và cô chú các bác đến đây, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ cảm ơn cô đã mang đến cho chương trình một tiết mục rất là sôi động ạ. Dạ, dạ và để thay đổi bầu không khí ngày hôm nay thì Quyên Nhi xin mời quý bà con cô bác cùng đến với một trích đoạn Mùa Xuân Ngủ Trong Đêm qua phần trình bày của cô Sương. Dạ con mời cô bước lên sân khấu ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin cảm ơn. Dạ cô Sương giới thiệu về cô cho mọi người được biết đi cô. Hiện tại cô đang làm công việc gì con? Cô làm công ty mà công ty sa thải rồi. Dạ à, rồi cô về nhà. Dạ cô... lời nói đầu tiên thì cho phép Diễm Sương xin gửi lời chào đến tất cả bà con cô bác. Dạ. Diễm Sương cũng xin chúc cho tất cả bà con mình hưởng một mùa xuân, bốn mùa bình an. Có nhiều tài lộc nha bà con cô bác. Dạ cảm ơn cô Diễm Sương rất là thật nhiều. Thật sự là được... chương trình gọi đến giao lưu nguyên đêm về Diễm Sương không có ngủ được lo và đến đây run quá không biết nói gì thì cũng chúc cho bà con cô bác được nhiều sức khỏe thôi. Dạ ông bà cô chú cho cô Diễm Sương một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần cho cô ạ. Dạ con mời cô. Tình buồn đành kết lại tiếng tù rồi.
điều gì. Ông cứ nói đời người chỉ có một mùa xuân. Ông ơi, mùa xuân của tôi ngủ yên không bao giờ trở lại. Tôi là một con gái quê mùa xuân xi, thì đôi với đời tôi còn những gành lọc thân thương của các anh các chị, các cô các chú ạ. À, cảm ơn chị Sương rất là nhiều và rất là nhiều bông à, ở trên. Dạ, dạ cảm ơn. Vẫn còn tiếp tục ông bà cô chú đang tặng hoa cho chị Sương. Và ở trên fanpage Hội Quán Ngôi Sao Việt Vườn thì Vân thấy rằng là chị Sương nhận quá trời lời khen. Đó là giọng hát của chị ngọt quá. Cảm ơn cô. Hát hay quá, ngọt quá, chừng luôn. Dạ, con rung quá. Rung quá, rung quá, dạ. Bớt rung chưa? Dạ, còn. Đó, còn đó. Dạ, đó. Bớt run chưa chị, bớt run chưa? Dạ bà con cô bác đến thăm ngôi sao miệt vườn rất là dễ thương. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn tiết mục tuyệt vời. Bình thường thì chị Sương ở nhà là chị Sương có hay đi hát không? Ít lắm, tại vì mình đi làm công ty, dạ. Mình ít có thời gian, cũng thích hát lắm mà đi tới mấy tụ điểm. Dạ vâng ạ, cả nhà thấy là càng mới có mấy chương trình, mấy tiết mục thôi mà tiết mục nào cũng rất là hay đúng, dạ, không nhỉ? Dạ cảm ơn chị Sương rất là nhiều. Và tiết mục tiếp theo là tiết mục gì, Uyên Nhi, dạ, có thể bật mí cho ông bà cô chú được không? Dạ tiết mục tiếp theo là một tiết mục của một cô khán giả rất là yêu mến Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn cũng như là yêu mến chú Hai Khương Dừa và các chị em trong team. Dạ cô muốn gửi tới quý bà con cô bác một bài hát là bài Chờ Đông. Dạ con xin mời cô Hoa Lý bước lên sân khấu ạ. Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn cô Hoa Lý đã dành tình cảm cho Hội Quán Ngôi Sao Biệt Vườn. Bởi vì cô Hoa Lý thì Vân đã gặp nhiều lần và cô cũng lên ủng hộ cho chương trình rất là nhiều lần rồi đúng không cô? Dạ năm nay cô có thể giới thiệu là năm nay cô bao nhiêu tuổi được không ạ? Xin lời đó đầu tiên tôi xin chân thành gửi lời chào thân thương đến với quý bà con cô bác của Ngôi Sao Miệt Vườn. Tôi năm nay là 73 tuổi. Dạ, dạ tôi đến từ Cần Giuộc, Long An. Dạ. Quý bà con cô bác có thể cho cô một tràng vỗ tay được không ạ? Dạ, hôm nay tôi xin bài hát với bài là Chờ Đông. Xin quý khách cùng lắng nghe. Dạ, dạ vâng ạ, mùa đông chuẩn bị về trên sân khấu của Ngôi Sao Miệt Vườn rồi ạ. Dạ, con mời cô. Thank you.
xin chân thành cảm ơn quý bà con, cô bác, cô họ người bán ngôi sao Miệt Vườn. Dạ, xin kính chào. Dạ, con cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Và con thay mặt cho chú Hai Khương Dừa và chị em trong team, con chúc cô nhiều sức khỏe và sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và con hy vọng là con sẽ được gặp lại cô vào những chương trình tiếp theo. Cảm ơn cô. Dạ, xin chào, cảm ơn cô. Dạ, vâng, thưa ông bà cô chú, và ngay sau đây thì Vân sẽ mang đến cho ông bà cô chú một tiết mục, đó là Xuân Đất Khách, và cũng là một tiết mục nói về mùa xuân. Nhưng một có điều một đặc biệt trên sân khấu của ngôi sao Miệt Vườn, đó là rất nhiều cô chú lớn tuổi. Và Vân xin mời cô Tranh ạ. Dạ, vâng, xin mời cô Tranh lên sân khấu ạ. Cũng là một cô rất là lớn tuổi hơn so với những ca sĩ bình thường, và trên sân khấu của chúng ta thì đấy là điều rất là đặc biệt. Và hôm nay thì cô Tranh có thể giới thiệu là cô Tranh đến từ đâu được không ạ? Đến từ An Phú Tây, cũng gần đây. Dạ, như vậy là gần của nhà anh Khương đúng không cô? Dạ, dạ đúng ạ. Vâng ạ. Như vậy thì cô Tranh có thường tới hội quán ngôi sao Miệt Vườn này không ạ? Dạ, cũng thường tới. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều và rất là biết ơn ông bà cô chú ở gần đây đã thường xuyên đến để ủng hộ cho hội quán ngôi sao Miệt Vườn, để cho chương trình tiếp tục được lan tỏa và để cổ vũ cho sư phụ Khương Dừa tiếp tục thực hiện những đêm nhạc mang lời ca tiếng hát, mang niềm vui đến cho mọi người ạ. Dạ, và sau đây thì con xin mời cô Tranh đến với tiết mục của mình ạ. Kính chào quý bà con, lời chào thương mến. Xin ông bà cô chú cho cô Tranh một tràng pháo tay ạ. Dạ, con vừa sân khấu cho cô. Con chim sắp đã lao vào trong tương trăng, bỏ lại thường đến đây để nhìn phi cơ cất cánh, rồi khuất dần trong khói trắng sương mờ. Thank you.
xuân đất ai sầu hơn ai. Xin cảm ơn. Dạ, con xin cảm ơn cô Tranh rất là nhiều. Cô ơi, cô lán lại sân khấu một chút được không ạ? Dạ. Vâng ạ, một rừng bông được gửi đến cô Tranh ạ. Rừng bông luôn. Dạ, cảm ơn nha. Mẹ nha, mẹ hát hay hơn nữa nha. Dạ, dạ. Dạ, vâng ạ. À, trên fanpage, dạ cô ơi, con xin phép được giao lưu với cô một chút được không ạ? Vâng ạ, trên fanpage của Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn thì quá trời lời khen gửi đến cô Tranh và con có thể trích dẫn một số lời để cho cô nghe được để cô có thêm động lực, có thêm tinh thần để lần sau cô lại đến hát tại Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn nữa cô nha. Rất là nhiều người khen cô là có giọng hát rất là ngọt, giọng hát rất là thanh và thực sự là một cái ca khúc rất là tuyệt vời. Cô Tranh có thể giới thiệu là năm nay cô Tranh bao nhiêu tuổi không ạ? Dạ, năm nay 73 tuổi. Dạ, cũng 73 tuổi luôn ông bà cô chú. Và Vân tin rằng là những khán giả, những người như cô Tranh thì sẽ đem lời ca tiếng hát và đặc biệt đó là lan tỏa cái tình yêu âm nhạc đến cho mọi người. Và dù mình ở tuổi nào thì lời ca tiếng hát cũng đem lại cái niềm vui cho mình đúng không cô? Dạ, dạ. Bình thường ở nhà thì cô có hay hát karaoke không cô? Dạ, cũng hát nhưng mà ít khi. Đó, ít khi vậy mà cô hát hay như vậy đó cả nhà. Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Dạ, cảm ơn những cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều và hẹn gặp lại cô ở những chương trình tiếp theo ạ. Dạ. Vâng, thưa ông bà cô chú, có một cái câu thơ mà Vân rất là thích mà mỗi khi nhớ đến mẹ thì Vân lại đọc. Đấy là con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Đây là một cái bài, một cái câu thơ mà nó rất là xúc động và Vân rất là thích. Và ai thì cũng có một người mẹ và sang năm mới thì ai cũng muốn mẹ của mình thêm tuổi mới, thêm sức khỏe, thêm niềm vui đúng không bà cô chú? Và ngay sau đây thì chương trình xin gửi tới ông bà cô chú tiết mục Mừng Tuổi Mẹ. Vâng, con xin mời lên sân khấu ạ. Dạ, xin mời cô giới thiệu về mình ạ. Cô tên cô là Hằng. Gì? Dạ, cô Hằng, cô đến từ Long An. Dạ, cô Hằng đến từ Long An ạ. Vâng ạ. Dạ, cô Hằng hôm nay đến đây với ai ạ? Đến với ông xã ạ. Dạ vâng ạ, ông xã của cô Hằng đâu ạ? Dạ. Dạ con rất là cảm ơn. Lên anh ơi. Dạ vâng ạ. Con rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đưa người yêu của mình đến với Hội Quán Ngôi Sao Miệt Vườn ạ. Dạ. Lời nói đầu tiên thì xin chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Dạ vâng ạ, con xin nhường lại sân khấu cho cô Hằng để cô Hằng bắt đầu với tiết mục của mình ạ. Xin cảm ơn cả nhà. Thank you.
Chị Vân ơi, giờ chị Vân ở đây dẫn một mình được không chị Vân? Ủa sao vậy? Cho em chạy về quê ôm mẹ em cái được không? Cô hát về này làm em nhớ mẹ quá. Nhớ mẹ quá hả con? Dạ, cô nhớ mẹ quá cô. Dạ, ở đây có ai? Dạ, ở đây có ai đang cũng nhớ mẹ như bé Nhi không ạ? Dạ, có ông bà cô chú nào cũng nhớ mẹ như bé Nhi không ạ? Dạ. Mẹ mất rồi cô. Dạ, mẹ mất rồi. Nhớ mẹ mãi rồi. Dạ. Cảm ơn cô. À, bài hát của cô Hằng rất là trữ tình, rất là tình cảm, nên là rất nhiều ông bà cô chú tặng cho cô nguyên một rừng bông luôn. À, bây giờ thì cô Hằng đã bớt run chưa ạ? Bớt run hồi hộp. Dạ. Vâng ạ. À, cảm ơn cô đã mang đến một tiết mục rất là tuyệt vời và làm cho chúng ta ai cũng nhớ mẹ giống như bé Nhi ấy. Nhưng mà mình nhớ mẹ ấy, thì mình cũng phải nén lén lại Nhi ạ. Mà em có biết không, mình nhớ mẹ ấy, là mình phải làm thật là nhiều điều tốt. Làm điều tốt là làm gì? Làm gì nói gì? Chung là ai cũng có mẹ. Dạ, cuối năm dẫn về cho mẹ một chàng rể. Cũng còn mẹ. Không. Cũng rất nhớ mẹ. Dạ, em sẽ cố gắng. Được không cô Hằng? Con nói với bé Nhi là cuối năm dẫn về cho mẹ một chàng rể được không cô? Có lý. Dạ, có lý. Cô Hằng nói dạ. Có lý nha Nhi nha. Em sẽ cố gắng nhưng mà em không hứa là năm nào nha. Dạ, dạ cũng dạ. Nhi nhà mình bữa nay là cũng biết rồi đó. Dạ, dạ con cảm ơn cô Hằng rất là nhiều và hy vọng được hẹn gặp lại cô ạ. Dạ, vâng, bé Nhi có hứa là sẽ dẫn năm nay sẽ dẫn về cho mẹ một chàng rể. Dạ. Chết đi, nói thôi mình chết. Cứ chốt đi, rồi sẽ có chàng rể xuất hiện, sẽ có hoàng tử xuất hiện đúng không ông bà cô chú? Dạ, dạ. Và tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ đến với tiết mục gì Nhi? Dạ, tiếp theo chương trình thì Quy Nhi xin mời quý bà con cô bác cùng lắng nghe ca khúc Em Không Còn Thương của anh Giang. Dạ, em mời anh Giang bước lên sân khấu. Dạ, xin mời anh Giang ạ. Anh Giang ơi, bữa nay anh đến đây thì có giận dỗi gì ai không anh? Không em. Dạ vậy có ai giận dỗi gì anh không? Không, cái bài hát này là đam mê quá cho nên. Dạ, anh Giang cứ quý bà con. Dạ, anh Giang cứ tự tin hát trên sân khấu của Ngôi Sao Miệt Vườn, bởi vì lát nữa anh hát xong ấy là có rất nhiều em vẫn còn thương anh ạ. Dạ vâng ạ, xin mời ông bà cô chú cùng thưởng thức tiết mục Em Không Còn Thương ạ. Và giờ đây kính gửi đến quý bà con ở hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn một ca khúc có mang tựa đề là Em Không Còn Thương của Khang Điền. Em không còn thương thì hãy nói ra một lời, đừng để trong tim bao đêm ngày em mong nhớ, đừng để đôi ta níu kéo nhau cho thêm buồn. Khi đã không yêu em bao đêm nằm mơ giật mình biết em không còn, giọt nước mắt rơi ai có nào đâu hay biết, từng khóe mi cay cho rơi bớt bao đau buồn. Dù biết đã yêu nhận lấy cô đau thật nhiều, em không còn thương cớ gì phải không gặp anh, em không còn thương sao em không nói tỏ tường, đường tình thế sao
sao ước gì chớ trao lời yêu. Hôm nay đời anh đâu phải khổ đau vì tình, dù giờ nói ra em ở phương xa nào hay. Thầm lặng đắng cay em đây ôm lấy nỗi sầu. Giọt nước mắt rơi ai có nào đâu hay biết, từng khóe mi cay cho rơi bớt bao đau buồn. Dù biết đã yêu nhận lấy cô đau thật nhiều. Em không còn thương, cớ gì phải không gặp anh? Còn thương sao em không nói tỏ tường, tường tình thế sao cho anh đơn đau điểm ngày. Một lời nói ra anh cũng cảm thấy nhẹ lòng. Xưa kia gặp nhau ước gì nhớ nhau lời yêu, hôm nay đời anh đâu phải có vẫn ôm lấy nỗi sầu đúng không anh? Hết chưa anh? Cũng còn nhưng mà chút đỉnh. Dạ vẫn còn nhưng mà chút đỉnh đúng không cả nhà? Có một câu nói như thế này, khi bạn hát một bản tình ca có nghĩa là bạn đang hát về chuyện tình trong trái tim mình, nhưng mà đừng ngại ngần, cứ hát đi anh ạ, bởi vì đó ít nhất là một phần máu thịt của mình rồi. Đó, thế cho nên là ngày hôm nay ấy, Vân tin là anh hát ra ấy, có khi là buổi tối về anh ngủ ngon hơn ấy. Nhưng mà em muốn hỏi là hôm nay anh đến đây với ai? Đi cùng với bà xã. Dạ vâng ạ. Vân nói trêu vậy thôi cả nhà, bởi vì là anh đến đây cùng với bà xã là chẳng qua là anh chỉ thích bài hát đó thôi. Và có thể là cái bài hát đó nó rất là trữ tình, nó rất là truyền cảm, và nhất là những cái chuyện tình trong tình yêu thì thường nó những cái bài hát ấy, nhạc sĩ người ta viết lên ấy, nó khiến cho chúng ta đam mê, rất là yêu thích đúng không anh? Anh yêu thích cái bài hát này lâu chưa anh? Cũng lâu lắm rồi, mà đến hội quán này cũng một vài lần, nhưng mà hôm nay được lên sân khấu. Dạ cảm ơn anh ạ. Bà xã của anh thích bài hát nào nhất anh? Bà xã thì thích cũng nhiều lắm, nhưng mà con gái mà mình không được hát ở đây tại vì hôm nay thời gian không cho phép. Dạ vâng ạ. Vân hỏi như thế để có nghĩa rằng là giọng hát của anh rất là hay, và chương trình rất là mong còn gặp lại anh, và lần sau anh có thể đến đây để chia sẻ cho bà cô chú khán giả của Hội quán Ngôi sao Miệt Vườn bài hát mà bà xã anh thích nhất, cũng như là Vân tin rằng là anh sẽ hát bài đó cũng rất là hay. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Rồi cũng cảm ơn Ngôi sao Miệt Vườn đã tổ chức một cái chương trình rất là ý nghĩa. Xin cảm ơn ạ.